Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật. Một La Mã, mở đầu bài học. Quyền bình đẳng là thành quả đấu tranh lâu dài của nhân loại tiến bộ qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Năm 1948, Liên Hợp Quốc ra tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, khẳng định mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về phẩm giá và các quyền. Ở nước ta, quyền bình đẳng của công dân được tôn trọng và bảo vệ, được ghi nhận trong hiến pháp và luật. Học xong bài này, học sinh cần hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Phân biệt được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Hai La Mã, nội dung bài học. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tại Điều 52 Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ, thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau, đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. 1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Em hiểu như thế nào về quyền bình đẳng của công dân trong lời tuyên bố trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu như sau. Một là mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Bất kỳ công dân nào, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đều được hưởng các quyền công dân như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế. Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ, như nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế, theo quy định của pháp luật. Hai là quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội. Trong lớp học của em, có bạn được miễn hoặc giảm học phí, có bạn được lĩnh học bổng, còn bạn khác thì không. Có bạn được tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, giao lưu văn hóa quốc tế, còn các bạn khác thì không được tham dự. Các bạn nam đủ 17 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, còn các bạn nữ không phải thực hiện nghĩa vụ này. Theo em, những trường hợp trên đây có mâu thuẫn với quyền bình đẳng không? Vì sao? Từ những ví dụ trên cho thấy, trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. 2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì, khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau, thì từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử.
Em hãy nêu ví dụ về việc tòa án xét xử một số vụ án ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ quan trọng như thế nào trong bộ máy nhà nước. 3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Quyền và nghĩa vụ công dân được nhà nước quy định trong hiến pháp và luật. Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đối với công dân, việc thực hiện các nghĩa vụ được hiến pháp và luật quy định là điều kiện cần thiết để sử dụng các quyền của mình. Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho các thí sinh người dân tộc thiểu số, con thương binh, con liệt sĩ trong tuyển sinh đại học, cao đẳng. Theo em, điều đó có ảnh hưởng tới nguyên tắc mọi công dân được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập không? Nhà nước ta không những bảo đảm cho công dân thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội. Để bảo đảm cho mọi công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý, nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với từng thời kỳ nhất định, làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, của nhà nước và xã hội. Ba la mã, tư liệu tham khảo. 1. Văn kiện Đại hội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam. Xử lý kiên quyết, kịp thời, công khai những người tham nhũng, bất kể ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu, tịch thu, sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng, những người bao che cho tham nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006. 2. Hiến pháp năm 1992. Điều 12. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm hiến pháp và pháp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật. Điều 51. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân. Công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và xã hội. Quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp và luật quy định. 3. Bài đọc thêm. Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền. Theo Nguyễn Dung, trong Bác Hồ với Chiến sĩ, tập 1, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, năm 2001. Đầu năm 1946, cả nước ta tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên. Gần đến ngày bầu cử, tại Hà Nội, nơi Bác Hồ ra ứng cử, có 118 chủ tịch Ủy ban Nhân dân và đại biểu các giới hàng xã đã công bố một bản đề nghị. Cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ nhiều nơi trong cả nước, đồng bào viết thư đề nghị Bác không cần ra ứng cử ở một tỉnh nào. Nhân dân cả nước đồng thanh nhất trí cử Bác vào quốc hội. Trước tình cảm tình yêu đó của nhân dân, Bác viết một bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào để Bác thực hiện quyền công dân của mình. Tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội, nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ của người công dân trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Sau ngày hòa bình lập lại, có lần Bác đi thăm một ngôi chùa cổ. Vị sư trụ trì ra đón và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Bác không đồng ý và lặng lẽ làm đúng những quy định như khách thập phương đến lễ chùa. Trên đường từ chùa về, khi vào đến thành phố, xe Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đèn đỏ bật.
sợ phố đông, xe dừng lâu. Đồng chí bảo vệ định chạy lại, đề nghị đồng chí công an giao thông bật đèn xanh để bác đi. Bác hiểu ý ngăn lại. Các chú không được làm thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông, không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên cho riêng mình. 4 La Mã, câu hỏi và bài tập. 1. Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý? Cho ví dụ. 2. Ý nghĩa của việc nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. 3. Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau. B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật. C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật. D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý. 4. Nguyễn Văn En, 19 tuổi, là thanh niên hư hỏng, nghiện ma túy. Không có tiền để hút, En đã nảy ý định đi cướp xe máy. En tìm được người quen là Trần Văn A, 17 tuổi, bỏ học lang thang ở bến xe để cùng bàn kế hoạch đi cướp. Hai tên đã thuê người chở xe ôm. Đến chỗ vắng, chúng dùng dao uy hiếp, cướp xe máy và đâm người lái xe ôm trọng thương, thương tật 70%. Căn cứ vào hành vi phạm tội của N và A là phạm tội có tổ chức, có kế hoạch và sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nặng cho nạn nhân. Tòa đã xử Nguyễn Văn N tù chung thân, Trần Văn A bị phạt tù 17 năm. Gia đình N cho rằng tòa án xử như vậy là thiếu công bằng, vì N và A cùng độ tuổi, cùng nhau thực hiện vụ cướp của giết người. Vậy theo em, thắc mắc của gia đình N là đúng hay sai? Vì sao? Cảm ơn đã xem. Mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.